Rồi, kính thưa quý vị, tiếp theo cũng có một cái nữ tín đồ hỏi cái câu là thế nào là buông cái thân. Xin thưa như thế này, thông thường người ta nói buông cái thân là bỏ cái thân. Nếu bỏ cái thân thì nó chết, làm sao mình tu? Thành ra buông cái thân tức là mình không có bảo thủ cái thân nữa. Nghĩa là mình biết cái thân là giả tạm, là vô thường, không thể lâu bền, nhưng mà nó đói phải cho nó ăn, nó khát phải cho nó uống, nó buồn ngủ phải đi dâng mùng cho nó ngủ, để mượn nó mà lập công bồi đức, mượn nó mà tu hành thì mới thành công đắc đạo được. Còn mình chấp cái thân, mình để cho nó sai khiến mình, đó là mình mới bị luân hồi sinh tử. Cho nên người tu buông cái thân có nghĩa là mình làm chủ cái thân, chứ không để cái thân làm chủ mình. Bây giờ cái thân thì nó có cái gì? Nó có sáu căn ô nhiễm sáu trần. Mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa lưỡi hương thơm, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Đó, vì nó muốn sáu trần, mình chiều theo nó mới lôi kéo mình vào đường luân hồi sinh tử và xa lạ địa ngục, cũng do sáu căn ô nhiễm sáu trần. Rồi bây giờ còn cái gì nữa? Cái thân mình nó có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nó sanh ra 10 điều ác: sắc sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiện, ý ngôn ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ, nguy sinh. Mình chiều cái thân thì mình tạo 10 điều ác, rồi phải xa địa ngục, phải chịu khổ đau. Bây giờ mình không chiều cái thân, mình làm 10 điều thiện, không làm 10 ác, không chiều cái thân, không nhiễm sáu trần, thì chứng lục thân tam minh, tức là thành công đắc đạo. Chứ không phải bỏ thân có nghĩa là mình giết cho nó chết, hay là nhịn đói cho nó không ăn, không phải như vậy. Buông cái ô nhiễm của thân, buông cái ham muốn dục vận của thân là buông cái thân. Khi tâm thanh tịnh được rồi, thì là sinh tử đều thôi với mình. Đó, mình buông cái thân rồi thì cái biết lặng trang sáng rỡ, nó thanh tịnh nhắn lạc, là khỏi luân hồi sinh tử luôn, gọi là buông cái thân, chứ không phải bỏ đi đâu hết. Để kết luận, trả lời cho con đến đây kết thúc. Năm, có chú này ở xa hỏi ông Năm mấy câu này, nhờ ông Năm giảng dùm cho chú này hiểu. Tâm bình đẳng đâu cần giữ giới, làm việc ngay há đợi tu thiền. Xin ông Năm giải thích dùm cho con tại sao không cần giữ giới mà chỉ giữ bình đẳng, tại sao không cần thiền định mà chỉ cần làm việc ngay. Nhờ ông Năm giảng dùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng tiếp theo chương trình giải đáp giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cũng như chân lý của đạo Phật và các tôn giáo. Có một người đồng tu hỏi cái đoạn kinh của Đức Lục Tổ Huệ Năng Pháp Bảo Đàn: lòng bình đẳng không cần giữ giới. Đúng nghĩa nó là chỉ lòng bình đẳng với chúng, chứ không phải tâm bình đẳng. Đúng với bản văn tránh của nó: lòng bình đẳng không cần giữ giới, làm việc ngay há đợi tu thiền. Ý đồng đạo muốn nói về vấn đề đạo pháp thì phải cần giữ giới, phải cần tu thiền. Mà tại sao Đức Lục Tổ lại nói lòng bình đẳng không cần giữ giới, làm việc ngay hết đó tu thiền? Thì hôm nay tôi xin đóng góp cái chỗ này. Sở dĩ mình phải giữ giới là tại vì lòng mình không bình đẳng. Tức là mình coi mình là trọng, con vật là khinh. Cho nên mình mới giết nó để mà ăn thịt. Hơn nữa, mình cho mình là cao, người ta là thấp, coi mình trọng hơn người. Mình nói những cái lời làm nhục mạ người ta, làm cho người ta phiền não, làm cho người ta đau khổ, do cái lòng bất bình đẳng mà ra. Nếu mình nhìn ai cũng là có Phật tánh như nhau, mình nhìn ai cũng là con người như nhau, bình đẳng không hơn không kém, thì nó không bao giờ có phạm giới luật, nó không bao giờ dám làm phiền ai cả. Vì người ta cũng như mình, thương mình tức là thương người, mà thương người tức là thương mình.
bình đẳng như nhau, không hơn không kém, thì dù không giữ giới luật nó cũng không phạm. Là vì do thiếu bình đẳng mới phạm giới, mới tạo tội, mới gây nghiệp. Cho nên Phật mới dạy mình giữ giới, Phật mới dạy mình không gây nghiệp, Phật mới dạy mình không làm ác. Còn nếu mình làm bình đẳng rồi thì không còn phạm giới gì nữa mà giữ. Nghĩa là lúc nào chúng ta sống với cái tâm lặng trang rõ biết, thanh tịnh nhắn lặng, an trụ ngay cái chỗ bất động, nhận biết rõ ràng, nhìn thấy là nhận biết, nghe là nhận biết, nhưng luôn luôn bất động như lặng trang sáng rỡ, đó là Phật tánh, thì không bao giờ phạm giới, không bao giờ phạm luật, và nhất là lúc nào cũng sống ngay cái chỗ giải thoát luân hồi sinh tử. Đến cầu thứ hai, làm việc ngay há đợi tu thiền. Thường thường cái người tu thiền á, tất nhiên là tĩnh tâm, để cho tâm mình trong sạch, để cho tâm mình không thiên lệch hai bên, để cho tâm mình không còn chạy theo phải quấy lành dữ tà chánh phật ma. Vì vậy mà ngài Lục Tổ bữa thẳng cái chỗ rốt ráo của đó là làm việc ngay, tức là mình làm việc gì hay nói lên lời nào cũng từ cái chỗ thanh tịnh trống lặng, sáng suốt như như bất động ứng ra cho mình nói, mình làm. Như vậy là làm việc ngay, như vậy là thiền định. Mà thiền định là cái biết, thiền định là Phật tánh, thiền định là Niết Bàn, thiền định là cái chỗ thành công của ba đời chư Phật đều tu cái thiền định hết, chứ không còn pháp nào khác nữa, và cũng không còn pháp nào cao hơn cái tánh giác ngộ là cái biết của mình nữa. Trở lại cái biết là thiền định, cái biết là Niết Bàn, cái biết là Phật. Vì vậy mà sống thẳng cái biết, lặng trang sáng rỡ, đúng như là vua Trần Nhân Tông nói, đối cảnh kiến cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Đó nghĩa là thấy cảnh mà không khởi tâm gì hết, sống ngay cái lặng trang sáng rỡ như như bất động, không vui buồn thương ghét, không khen chê giận hờn, thì ngay đó khỏi cần tu thiền, khỏi cần thiền định gì hết, đã lìa hai cái tướng sanh diệt, lìa hai cái tướng đối đãi, lìa hai cái tướng vọng trên, lìa hai cái tướng ma Phật, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ, bình đẳng sáng suốt, tuyệt vời, như như bất động. Như vậy đã là Phật rồi, khỏi cần tu thiền, khỏi cần làm gì hết, cũng vẫn là Phật. Cái ý của Lục Tổ Huệ Năng nói cái chỗ này hết sức cao siêu tuyệt vời. Và quý vị nhận chỗ này thì chắc chắn chúng ta tu thành Phật dễ dàng, không khó khăn gì hết. Là tại vì ai cũng có Phật tánh, nhận ra cái chỗ Phật tánh này thì khỏi tu thiền, khỏi làm gì hết, cũng vẫn là Phật. Kính thưa quý vị, đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Chú này cũng hỏi kế tiếp về cái chỗ thành phần của Lục Tổ Huệ Năng. Sao trong khi đó Lục Tổ Huệ Năng đã đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn là đại ngộ cõi lòng, thời nay bây giờ thì đại ngộ cõi lòng là phải đi thuyết giảng và giáo hóa độ chúng sanh, sao cái đời quá khứ đời của Lục Tổ Huệ Năng đại ngộ cõi lòng rồi mà lại còn trốn lẳng vào trong đoàn thợ săn 15 năm mới đi ra thuyết pháp độ đời? Cái đó nghĩa là sao vậy ông Năm? Giảng cho chú này hiểu. Kính thưa quý vị, thường thường cái quan niệm chung chung á, thì ai cũng nghĩ rằng mình vừa kiến tánh ngộ đạo là ra độ chúng sanh liền. Tại sao Lục Tổ Huệ Năng đã kiến tánh, đã ngộ đạo, đã được truyền hô tổ có y vác đàng hoàng, sao không ra độ đời liền? Cái điều đó thì cái phần đông là như vậy. Nhưng mà ở đây tôi xin trình bày trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng là nó hơi đặc biệt một chút. Tại vì cái thời đó thần Tú á, là một cái vị làm giáo thọ thay cho Đức Ngũ Tổ dạy 500 đồ chúng, đồng thời sao lên làm quốc sư 15 năm để dạy đạo ở trong cái thời kỳ đó. Thì bây giờ cả đệ tử thần Tú, cả một số đông người quần chúng, ai cũng nghĩ rằng cái địa vị tổ này thần Tú mới xứng đáng là làm tổ. Còn Huệ Năng, cái người đến học đạo, chỉ là hình thức còn là một cư sĩ, 8 tháng đi giả đạo, rồi truyền ngôi tổ thôi. Chưa có cái tín nhiệm, chưa có ai trọng dụng để làm tổ hết. Nếu Huệ Năng ngộ đạo mà làm tổ liền, thì không khỏi đệ tử của thần Tú.
phải gây tai nạn hay gây tai họa cho Huệ Năng, có thể biết là khác nữa. Bởi vì vậy mà sau khi thầy truyền con tổ rồi thì nó đọc cái bài kệ đạo ti hoàng khai rồi, chẳng phải người chẳng thiền, đạo ti hoàng khai rồi chẳng phải thời chẳng nói đó. Thì lúc tổ đạo hoàng khai rồi, chưa gặp người thiền cho nên ngài không thiền, cũng như chưa gặp cái thời để nói, ngài không nói. Nếu nói thì có thể chết liền chứ không khỏi được. Vì thế mà ngộ đạo rồi là thầy truyền y bác rồi đưa đi trốn luôn, đi đô rừng để trốn theo bọn thợ săn 15 năm. Mà trong khi đường đi trốn đó thì có một cái phái đoàn của đệ tử của thành Tú kéo theo để rượt, để mà bắt đó. Với cái người làm đầu là Huệ Minh, là một vị tướng quân chứ không phải là tầm thường, nhưng mà xuất gia đi tu cho nên y chạy ngựa rất giỏi. Vì vậy mà chạy đi trước hết mới gặp lục tổ, định bắt đem về cho cụ tổ. Nhưng mà lục tổ thấy như vậy đó thì ngài mới trốn vào cái lùm cây để y bác trên tảng đá, nói rằng y bác là vật làm tinh, há tranh được sao. Thì lúc đó Huệ Năng lại dở y bác lên là không thấy gì hết. Theo trong cái nguyên văn thì nó dở không nổi, mà tôi thấy cái trường hợp đó thì cũng không có lý. Y bác nó nhẹ hèo có gì đâu dở không nổi, nhưng mà cái đại ý theo tôi á thì dở y bác dẻ re, không có Phật pháp gì trong đó hết. Hồi tính đi giật y bác thì tính giật cái đó là Phật pháp đó để làm tổ á, nhưng mà không về y bác, không có Phật pháp gì trong đó, chỉ là vật làm tinh thôi. Nên dở cái dẻ re không có gì hết. Thì bắt đầu ông mới ăn năn hối cải, nói lên rằng hành giả, hành giả, tôi vì pháp mà đến đây chứ không phải vì y bác. Tức là ông ăn năn sám hối rồi, cho nên mới nói như vậy. Lục tổ mới ra ngồi xích bằng trên tảng đá, nói nếu ông mà vì pháp mà đến đây thì hãy dứt hết trần duyên, chớ cho một vọng tưởng, thì ta sẽ nói Phật pháp cho người nghe. Rồi lắng lặng một hồi lâu thì Huệ Năng mới nói, chẳng nghĩ điều lành, không nghĩ việc dữ, tránh trong thời gian ấy, cái đó là bản lai diện mục của Thượng Tam Minh. Thì lúc bây giờ Huệ Minh tỏ ngộ, mới lại với Lục Tổ xưng là thầy, kêu là thầy. Nhưng mà Lục Tổ nói thôi, tôi với ông một thầy là Ngũ Tổ. Vì vậy mà cái chỗ này mình nên lưu ý đó. Tại sao mà nói như vậy là ông kia ngộ cái cho là rốt ráo cái bản lai diện mục của Thượng Tam Minh là cái gì? Không nghĩ điều lành, không nghĩ điều dữ, đó là bản lai diện mục của Thượng Tam Minh. Thì ở đây tôi giải cho trắng ra để cho quý vị từ trong nước ngoài nước dễ nhận mà tu cho nó mau kết quả. Khi cái tâm chúng ta hiện tiền bây giờ ngay đây, chúng ta đang ngồi đây, tôi đang ngồi nói, tất cả quý vị đang nghe, mà cái đang nói đang nghe đó không có khởi nên cái niệm lành hay là niệm dữ, thì ngay đó là bản lai diện mục của Thượng Tam Minh. Tức là không khởi lên niệm lành niệm dữ, nhưng mà lúc nào cũng lặng trang sáng đỡ, rõ ràng biết là chữ lành đến biết, dữ đến biết, phải đến biết, quấy đến biết, Phật đến biết, ma đến biết, cái lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết đó như như bất động, không có khởi vọng niệm phải quấy gì hết, thì ngay đó là bản lai diện mục của Bồ Thượng Tam Minh, tức là cái bộ mặt thật của mình, tức là cái thật tánh của mình. Ngộ ngay đó tức là ngộ đạo và có thể kiến tánh thành Phật. Cho nên khi mà Huệ Minh nghe được rồi thì Huệ Minh mới hỏi thêm một câu nữa, ngoài cái chỗ mật nghiệm mà thầy truyền dạy cho tôi còn có cái gì mật nghiệm đó không? Thì lúc bây giờ Huệ Năng nói, chỗ ta nói thì nó không còn mật nghiệm nữa, vì ta đã nói với ngươi rồi, còn ngươi muốn tìm cái mật nghiệm thì cái mật nghiệm ở ngay trong lòng của ngươi. Thì đây là muốn nói cái chỗ rốt ráo của đạo là ngay ở tự tánh. Đức thầy nói, Thích Ca đạo diệu quyền sâu, rập tim xem được một bầu linh quang. Cái mật nghiệm đó mình phải rập tim mình xem, phải dây lưng ra ngoài, dây mặt ra vô để nhận thấy ông chủ nhân ông của mình, để nhận thấy hiện tiền bây giờ đang thấy, đang nghe, đang biết. Cái đó lặng trang sáng rỡ, lúc nào cũng quyền bí, lúc nào cũng mật nghiệm. Tu ngay chỗ này, tìm ngay chỗ này thì chắc chắn thành công đắc đạo.
À, kính thưa quý vị, nếu nói hết mình pháp bảo đàn thì mất thì giờ quá đi. À, thì tôi cũng nói ngắn gọn để chứng minh cái chỗ luật tôn Huệ Năng đắc đạo, và tất cả bà con mình cũng có thể tu đắc đạo như Huệ Năng, chứ không riêng gì Huệ Năng mới tu được cái này mà mình tu không được. À, phải nhận ra chỗ này hết sức là quan trọng, chúng ta ai cũng tu đắc đạo như Huệ Năng cả. À, để tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc.